Mày đang quảng trên top gì? Để tôi đây. Chuyên ăn tục nói phép. Nó biết gỗ gì là gỗ gì đâu mà. Chị Thảo ơi, đây em thấy cái nhà này, cái vần lợp này là gỗ, này là gỗ lim Nam Phi này. Đây làm nhà rất tốt đấy chị ạ. Lim Nam Phi, chị Thảo ơi, em nói thật với chị chứ thằng này ấy, thằng quảng trên TikTok gì, mày làm quảng trên TikTok gì? Tôi đây. Chuyên ăn tục nói phét. Nó biết gỗ gì là gỗ gì đâu mà. Này cứ nói phét ở trên mạng xã hội thôi. Này tôi nói bà nhá, đây là chị của tôi bảo đây là gỗ. Ta nói đây là đây là gỗ chắc đấy. Cái này thì không phải gỗ chắc. Nếu nói đây là gỗ chắc đấy. Nếu như gỗ chắc thì cái nhà này cả trăm tỷ cũng làm đâu. Thế bây giờ cái gỗ này tôi thẩm định được đây là gỗ lim thì bà mất gì nào? Mua cho mày 500 cái vòng này nhà mày, được chưa? Giữ được đúng lời hứa nhá, uy tín nhá. Quá uy tín luôn, tao chưa bao giờ nuốt lời bố con thằng nào. Rồi rồi anh em ơi, đây. Còn đây là gỗ chắc thì mày mất tao cái gì? Nếu như đây là gỗ chắc thì bà đến cửa hàng tôi thích cái gì tôi cho bà cái đấy. Đây nhá, mọi người nghe rõ nhá. Thằng này, ui chị ơi, đi. Nhá, thì thằng này nó lôm rôm, nó không biết gì đâu. Anh em làm chứng cho em nhá. Đây, cái này thì xem nó có phải là gỗ lim Nam Phi không. Nếu như mà là đúng ấy, thì anh em làm chứng cho em. Bà Linh sẽ mua cho em là 500 cái này nhá. Anh em làm chứng cho em. Nếu như mà không giữ đúng uy tín thì anh em cứ lên mạng và bốc phốt bà đấy, được chưa?